Ngày xưa ở một làng quê hẻo lánh, nơi mà những hiện tượng tâm linh vẫn còn hiện hữu. Những con quỷ ẩn mình trên cây hồng, với những cái hồng đỏ, chúng liên tục dụ dỗ, mời mọc mọi người qua đường, ăn trái ngon của chúng. Người ta nói, những thứ được chôn giấu dưới cây, sẽ biến thành trái và lớn lên. Ngày càng có nhiều người bị dụ ăn trái cấm, họ bị mê hoặc, quên đi những lời khuyên nhăn mà ăn nó. Bỗng một ngày, có một chàng trai tốt bụng, có phép thuật mạnh mẽ đã dũng cảm ra tay diệt trừ tà ma giúp dân làng. Anh miệt mài ngày đêm nghiên cứu cách sắp chế sức mạnh của những thế lực tâm linh đang ẩn nấp trong những tán cây hồng cổ thụ. Với tất cả sức mạnh, anh đã hóa giải được oán giận của khu rừng. Anh tiếp cận và thu phục các cậu bé bị ma quỷ nhập quậy phá dân làng, dùng phép thuật khai sáng tâm ma. Anh bắt nhốt các phong hồn vào lại những trái hồng. Anh dùng khả năng thiên biến vạn hóa để chữa trị cho những người bị ám muội, không còn tỉnh táo trở lại bình thường. Những quả hồng chứa các phong ma, anh mang về với sự giúp sức của tổ nghiệp, chiêu độ giúp họ hết oán khí. Thành tâm tu học để nhanh chóng giải nghiệp vãng sanh. Hoàn thành mọi việc, trong tiếng reo hò, cảm phục của mọi người trong làng, anh khiêm tốn từ giả lên đường cho những chuyến hành hiệp trượng nghĩa tiếp theo. Mang theo sự yêu mến của mọi người, để lại bình yên đã từng cho những nơi anh đi qua, là lý tưởng sống của mình.